Chào mọi người, mình là Ngọc đây. Hôm nay Ngọc sẽ quyết định làm món sườn heo kho với hắc xì dầu nha mọi người. Đây là một cái loại nước tương đặc biệt của người Hoa mọi người. Cái này kho rất là ngon luôn. Thì đầu tiên sườn Ngọc sẽ ướp đây bột nêm, đường, bột ngọt, muối, nước mắm, tiêu ha, tỏi nè và một muỗng canh hắc xì dầu. Chúng ta sẽ trộn đều lên cho cái phần gia vị này nó thấm đều vô cái phần sườn thì chúng ta sẽ đi kho. Lưu ý các bạn nêm gia vị cho vừa ăn với khẩu vị gia đình của mình nha. Rồi sau đó thì Ngọc sẽ cháy tẩu cho nó vàng thơm thì cho cái phần sườn vào. Ngọc sẽ xào cho sườn nó săn lại thì chúng ta sẽ cho cái phần nước sốt kho này vào. Đối với hắc xì dầu thì các bạn kho màu nó sẽ đậm hơn so với nước màu của mình. Tuy nhiên khi kho xong thì nó sẽ đậm mùi thơm, nó thơm lừng, nó ngon hơn cái phần nước màu á các bạn. Các bạn sẽ trở đều cho thịt chúng ta nó thấm đều cái phần nước sốt kho nè. Sau đó thì chúng ta sẽ cho khoảng một chén canh nước vào và chúng ta sẽ kho đến khi cái phần thịt này nó chín. Và các bạn sẽ nêm lại gia vị cho nó vừa ăn với khẩu vị gia đình của mình nha. Các bạn bỏ hành, tiêu, ớt, tỏi gì đó cho các bạn cho vào và các bạn sẽ tắt bếp và chúng ta hãy lấy ra thưởng thức. Các bạn nhìn nè, cái phần chảo thịt đây, và Ngọc sẽ chúc các bạn thành công nha. Hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.